Tối hôm qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang diễn báo cáo chương trình tham dự liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022 tại thành phố Cần Thơ. Chương trình đờn ca tài tử có chủ đề An Giang vùng đất nhớ gồm 5 tiết mục: hòa ca An Giang vùng đất nhớ, hòa tấu điệu Liên Nam, hòa ca bài Cù Lao Ông Hổ, giọng cổ nhịp 16 bài Tư Nhớ Cầm Trăng và ca ra bộ bài Niềm Vui Cho Mẹ. Chương trình do nghệ nhân ưu tú Đặng Hoài Linh dàn dựng. Bên cạnh tham gia hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản đất phương Nam, đoàn An Giang còn tham gia hoạt động trình diễn trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử tại không gian đờn ca tài tử. Liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022 có chủ đề đờn ca tài tử Nam Bộ bảo tồn và phát triển diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Diễn ra từ ngày 6 tháng 4 năm 2022 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022.